công ty Bodo. Có được giải nhất. Cầu ngoài à, đây kia pha cầu rất hay của Trần Đình Mạnh. Thank you.
cuối trận đấu 20-15 cho Hoàng Mạnh. Vâng, kết thúc trận đấu, đôi Hoàng Mạnh đã thắng với tỷ số 2-0. Xin chúc mừng đôi đến từ Lâm Đồng. Như vậy đôi Lâm Đồng sẽ là đôi thắng ở trận đấu tài, sẽ được 11 triệu đồng, tổng giải thưởng 11 triệu đồng, 6 triệu của ban tổ chức và 5 triệu đến từ công ty Tumaru.